ទស្សនិកជននិងប្រិមត្តទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តទីនិនពេលនេះសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជុំជាតិនិងប្រិមត្តរួមតាមដាននៅកម្មវិធីមានដូចតទៅជាបឋមនៃកម្មវិធីគឺមេតិការព័ត៌មានទីនិនបញ្ញាសម្រាប់ល្អភារកិច្ចនៅឆ្នាំ2021នគរបាលខេត្តទីនិនបញ្ចេញកម្លាំងផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រជាពលរដ្ឋដោយភ្ជាប់បន្ទះសម្គាល់អេឡិចត្រូនិកកុមារដែលគ្មានលេ
ទស្សនវិជ្ជានិងប្រិមត្តលាយជាទីមេត្រីចំពោះអត្តន័យយ៉ាងសំខាន់នៃការចាប់ផ្ដើមឆ្នាំដំបូងសម្រាប់ដំណាក់កាលឆ្នាំ2021ឆ្នាំ2005នៅកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ភារកិច្ចនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសន្តិសុខការពារជាតិឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនធនងអនុលេខាប៉ាក់ខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេតបានអះអាងថា ការប្រាជ្ញានៃប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលបានបន្តប្រតិការអនុវត្តគោលដៅផ្លោះដោយការបង្កើតទប់ស្កាត់ជំងឺប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងធានាសុខភាពជូនប្រជាជនផងឆ្លៀតឱកាសអនុវត្តល្អកាត់ខំប្រឹងប្រែងស្ដារនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផងគៀកគរនៃរដ្ឋប្រភពកម្លាំងទាញយកល្អនៅបណ្ដាសក្ដានុពលនៃកម្លាំងព្រះរបស់ខេត្តចម្រឹងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខឿនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងការប្រដូចថ្ម
lưng giang smoke smile nu, banda loy kuan sĩ tkik on toy, copen tè kèt tên in ban rạc sàn nơi tập hòa công nơn vitamin, room nâng tu tem vlute tu 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 ban ku da plo, loy top scat asan ruk chim ngư prokop doi prasatipi pong, rạc sàn apivot sĩ tkik pong. Chem lô tha vika rốt sát kè nông krum mập hay pi kèt, đè xâm rạc nâng xâm rạc lơ pen ka đặc chánh. Sở hữu tuần phiên dốc tu tên sân khốm cần lớn, sở hữu dốc ạ trá chiến xe sập phía rối nơi ạ trá đông xì tê. ạ trá cổ rô xa kỳ cổ xâm rạch cổ đáo, khách khóm phía giếm cổ rô mùi phía rối, kỳ miên cổ rô xa kỳ cổ xông đá mạch chùm. Lớt tập hòa ní cư chia mùi than đầm bầy khách tê nín, khách khóm phía giếm xâm rạch cổ đáo cho năm phía bó mập hay mùi. Lộc Nguyễn Thành Tâm, Lê Kha Bạc Khét, Bà Thiên Cầm Bạc Sa Bạc Chị Chuân Khét Tê Nín, Bàn Phía Đầm Lấy Nơi Ca Riệp Cho Mọt Chót, Rồi Bóc Kê Nê Kâm Hạt Kà Bạc Chị Chuân Khét, Cà Bạc Dịa Có Phía Đầm Lấy Tiên Giốc Sát Nập Hiếp, Cho Bàm Chọp Tự Đáo Của Đáo. Phía Đà Kê Chia Sa Rập Vấn, Bàn Lực Lớn Cầm Sức Đầy Xâm Rạch Chất Chân Âm Pì Pò Mập Hì Muối Rồi Bạc Bạc Khét, Tôn Tâm Đừng Nước, Đạc Chánh Nơi Cội Đào Phía Đà Kê, Đâm Nó Sài Chạy Sáng, Đâm Bếp Sọp Sái Đối Miên Bạc Sức Tập Hiệp. Bẹp bón đo ca xâm nông bò mùi chùm nuốn, cơ nông ca ăn phọt phèn ca áp vọt sẽ tự gây sân công chân nằm bì bò mập hình mùi. Nước ẩm lòng bèl bàm chân nằm chân nằm bì bò mập hình mùi chân nằm bì bò mập hình bàm. Lộc bàn bình dạng thá thuê tập bật tế, tự tuột bàn lợi tập hòa chia vị chùm miến, cơ nông ca còn sáng áp vọt, có bần tế tế nín. Nơi tế sát thất cơ nông cụm áp vọt tiếp, nơi đầm bàn phía ạc nế. Nâng đảm bản sẽ tự kết xong khăn cho bà phía khẳng thập bốn, sắc đà nụ bốn màn toàn tiền dốc, bà gọp đôi bà rất tập hiệp. Sát cơ nông ca là tế xa ní, dân tên ọc ní trừ tế miền sức đề bà thân ác trên lần. Phải hiện thực quá khát vọng vươn lên bằng những hành động cụ thể. Từ anh vọt chạy đến nơi sức đề bà thân ác trên lần, đôi sắc mập hiệp chạy đến, tăng phi đầm cho năm nay ảnh nát, xâm nớ bánh đà xâm mạng mứt, từ đặc chánh nơi bánh đà đầm nọt sáng mạch chá cá, cho nên bà đất là tập hiệp chạy đến, nâng bình tâm hương bóng phất, nơi bánh đà mù lực thán ổng cập hiếp, xa bánh thân ác rồi bọc luôn. Khách không phía giếm nơi cầm rạch cập bộ bóng phất, có nông ca ảnh vọt phía được cách nơi cho năm đồng bồn. Tôn tâm đường nước, bóng kết mù lực thán cứ, đâm bày cả áp vọt đối chi đập hiếp, nơi bánh đà cho năm bánh tốt bánh tốt. Nhưng mà cũng phải lưu ý đến những cái điều kiện để duy trì cái phát triển bền vững ở những năm tiếp theo. Không vì chạy theo lợi ích thành tích trước mắt mà chúng ta hy sinh những cái lợi ích lâu dài. Rác xa móm nơi xa mặt tiệp hồi tụp sạch chùm ngữ, át vót chục chây nơi phía rực phá lô, cựu lòng đập thân ác sạch bánh, từ chủ đột chiếc, nâng át vót mừng mắt, nơi bánh đá phép tùm lưu tùm lý dễ dút tật xa. Là chúng ta tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá của tỉnh đã đề ra. Bằng những... Giang bản tàu ảnh vót đôi miên bản sự thực hiệp, nơi bản đá cầm vị thi luật phá lô, rồi bọc khét, đại bản đặc chính, đôi bản đá khlâm xa phía đặc kết, nơi đâm nọ sẵn chạy sáng. Chia bị xe này bảo bọn nơi bài tăng mũl, bản đá một luật thán trở bỏ tịch cắm, trở bằng có lạc năng nghị sử dụng bằng phát, đâm bay vì nhiều kính, bản tàu sọp sai rô hát nơi bản đá cầm rung cá, chấm rừng đâm nọ sẵn nơi chấm nước trang xe, rung khăn ca rì chấm rần. Còn nằm nuôi dân bàn lực lượng trong nước trang xe tăng bấy, cư ca cầm nọt cầm rung phèn cá, đầy thí xâm nông sàng sóng, dân bà đọt lời ca song xâm nóng, râm sai bà tầy riếp, đầm bấy trong rừng sinh tụ đầm nợ cá nơi cầm rung ca xâm khánh, bán nâng cầm phung tác gật lần. Bông cật phiếp sâu sái, bông cật bỏ tịch cắm, cầm lăng cha là có đầm bấy trong rừng ca bị vọt dịch cách sân cùng. Tiến độ thi công các dự án trọng điểm đã và đang và sắp triển khai.
Đây là những công trình trọng điểm mà nó tạo xứng lan tỏa, tạo cái hiệu ứng, được cái động lực cho thúc đẩy kinh tế xã hội. ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសំណូមពរត្រូវបង្កើនការគ្រប់គ្រងតឹងរ៉ឹងប្រើប្រាស់ដីធ្លីដោយមានប្រសិទ្ធភាពជំរុញការវិនិយោគអភិវឌ្ឍរបស់មូលដ្ឋានបន្តការកែលម្អលើកម្ពស់គុណភាពក្នុងភាពជាក់ស្ដែងនៃបណ្ដាចលនាគោលដៅវិស័យវប្បធម៌សង្គមមិនដេញតាមស្នាដៃជំរុញការបន្ថយភាពក្រីក្រដោយជីវភាពអនុវត្តល្អនៅគោលនយោបាយសាសនាជនជាតិផ្សារភ្ជាប់មកចត់រវាងសន្តិសុខការពីជាតិជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិ
rộng cấp bố, đo ca bằng ca tụp sạch chung ngư COVID-19, đòi mình thuê bảo hát, thuê bình nít mặt chót nơi phở lớn, tam bảo bọn bổng đến, tụp sạch đòi miền bảo sự tập hiếp nơi sản phẩm hiếp cho lòng bổng đến của chú bập. Tôi xin kết chốn nâng bình mật lại chiếc tí mệt rầy, cơ lòng mốc nó có bà khét tỷ nín, ban chất tăng bí thí bằng trên cầm lắng bắt đoàn ạ tà sinh nhà bán bà chìa bờ rốt, đôi bà chó bằng tết xâm quân electronic. Các sắp xài bắt đầu ảnh ta sinh nhanh bắn bởi chìa bởi rốt, đảm bây chấm nữa ảnh ta sinh nhanh bắn chá, ở bởi chìa chốn nơi mùa lực thàn khét, bàn ảnh phót nơi thang ngay tị mùi khe mạc rá, rốt đã thang ngay tị mùi khe các đá chân nằm phí bó mập hầy mùi. Tạm cả đặc nôm rốt bác ra xuông nó có bán, nóng đầm nạc cả kháng lớ tu tiên bởi tế, nâng chặt tăng bắt đầu hà sập liên ảnh ta sinh nhanh bắn bởi rốt, miễn tổ bắt chốt bắn xâm quân electronic. Đòi lấy khe tỉnh nín nâng khách khám bắt đầu, bằng phí rồi bọn ở tạch sinh nhân ở bàn bờ ruột, chốn bà chốn nơi nóng mùi lật hàn. Ban giám đốc công an tỉnh sẽ chỉ đạo các cái lực lượng, trong đó là cái lực lượng BC06 là cái lực đơn vị chủ trì sẽ phối hợp. Cái nói này dọc nó có bà khét, nâng đặc nôm bàn đà con cầm lắng khăn ông nút BC-xôn bà muối. Thuốc chỉ ảnh thị bà tay xa hạ cạp sọc sái, anu bót ai kia xa chết, tòa bà chốp elektronik, dưỡng tam cổ đào rồi bạc rò xuống, chắp tăng bị thay tì muối khai cạc đá, nó có bà khét nâng xâm rách đào chún bàm bì rồi quân bò cho chún, đâm bấy xâm rách lê tập hòa kháng lứa. Cả nát nê dọc bằng cơn cơ bố đặc nôm bàn đà xa rốc tì rùm khét, đâm nơi ca trầm trấu tam cầm nát bêl về lía, bằng cóp hiệp nghị sử dụng bằng phát chun bà cho chún, bêl bà cho chún anh chênh mốc thua nê tê vị thí nghị sử dụng bằng phát. Đồ chía, bà thiên khét bán chụt trịp thá. Trong phố bàn đà cả đàn ấy đai mình ách anh chênh mốc phá tuál, nâng bàn cơ nát nê dọc, chân ngô đặc nôm còn cầm lăng xa mặt tạc cách, tớ đo cần lên bầm rớ bằng ôn đòi nghị sử dụng bằng phát, đâm bấy xâm rách cột đào. Thì ban giám đốc sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng đến tận nơi để phục vụ cho bà con nhằm đảm bảo đúng tiến độ và thuận lợi nhất để thực hiện theo cái chỉ tiêu bộ ấn định là 1 tháng 7 công an tỉnh sẽ hoàn tất cái số liệu 700.000 cấp 700.000 công dân cho người dân trên địa bàn phạm vi của tỉnh. Bản tốt bị chặt tăng vị thí, nó có bà tỉnh Ninh ban chặt tăng thơ vơ nơi tê vị thí đó là tác sinh nhiên là bàn bờ rốt. Đã miễn tổ bà chốt bằng tiền xâm quân electronic, ôi bằng đà xa mà mất thân nạc đặc nôm cho rùm hà xa nị bát đầm náng tu tiền bà tế lược tị đập bấy, rồi bà bác, muốn bê sẽ đánh lãng mà hà xa nị bát. Rốt bà rà miễn bộ cổ tiền ớ, để thơ vừa ta sinh nhiên ở bàn bà rốt, bàn đặc chốt bà bốn mù lật hàng ai kè xa chết, đôi sự vật tập hiếp nâng bứt bà cọt. Tôi xin kính chào nâng bình mật tương lai chiếc tiếng mệt rầy. Tạm ca được nhóm được bảo mệnh tì dù tì thò khẹt tế nín. Bạn đã sát bắn bàn cho chmô ạ tra nụ cô lật thán. Đó mà chàng ca đã đố chi môi nâng sát bắn thiên nề rạp rộng xung cùng khẹt. Nơi tế bàn tò bà đòi bắn thiên nề rạp rộng xung cấp hiếp chùn cổ má. Đôi khám miên hẹt phòi thá xâm bật cầm nớt khám miên đề cầm nọt chmô bà tòi khó luôn. Đây là bạn đi xét bà đòi bắn nụ. Đảm bây thiên hiệp sách, bàn cho chú mốt xâm bật cầm nợt cho bà cổ má, mần tí dù tịch thó, bàn được nôm sát bàn cho chú mốt ạ tra nụ cô lật thán. Bà sân chỉ chua bánh hát cầm hóa bạch chế kết tế này cầm vị thí, môn bà đòi lệ cốt, đè cầm nót chú mốt tòa khuôn cho bà cổ má. Cứ nơi tè ảnh vọt bán nơi ca cho chú mốt xâm bật cầm nớt, bà đòi xâm bật cầm nớt ôi cổ má, môn sạch xế nơi phân hẹc bà rộng miến, ôm pi lê cầm nót chú mốt tòa khuôn, đâm bây bóng pinh bánh thém nơi lực rồi vinh. Tạm cho bác thiên nè đạp rộng sổ cổ phía bàn vì sổ thân à cắm, nâng bằng bình bằng thêm nơi chân năm bì bọn đập buôn, cô má cổ rộng ai dụ bằng mùi chân năm, tờ bàn bà đòi bàn thiên nè đạp rộng sổ cổ phía đôi ướt cực thân lấy. Cửa xa ai thua bàn thiên nè đạp rộng sổ cổ phía ôi cô má cổ rộng ai dụ bằng mùi chân năm đôi ướt cực thân lấy, nơi cần lên cho chứ mô bằng chi cửa xa, rưu cần lên bà đòi cầm nợt. Dông tạm ca cầm nót âm bì cặp chốt nê tivi thi rốt thập bá
ចុះឈ្មោះកន្លែងស្នាក់នៅប្រល័យបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពឲ្យកុមារក្រុមអាយុ6ឆ្នាំរួមមានការប្រកាសចុះឈ្មោះសម្បត្តិកំណត់តាមគំរូដែលបានកំណត់លិខិតទទួលស្គាល់កំណត់អាស្រ័យមូលដ្ឋានសុខាភិបាលកន្លែងកុមារកើតនោះប្រល័យសម្បត្តិជូនដំណឹងផ្លាស់ប្តូរបញ្ជីគ្រួសារសមាជិកគ្រួសារតាមគំរូសៀវភៅបញ្ជីគ្រួសារលិខិតប្រកាសចូលរួមប្រើបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពតាមគំរូ គ្រួសារអាចផ្លាស់ប្តូរកន្លែងពីនិតពីបាល់ជំងឺឲ្យកុមារនៅកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅដើមត្រីមាសនីមួយៗដោយវិធីតាក់ទងនឹងស្ថាប័នធានារ៉ាប់រងសង្គមស្រុកទីរំខេតក្រុមនៅកន្លែងផ្ដល់បានធានារ៉ាប់រងសុខភាពដើម្បីសងបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពមកវិញបន្ទាប់មកគ្រួសារយកលិខិតទទួលស្គាល់ទៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឃុំពីកន្លែងបានបដូរមកដើម្បីទទួលបានធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្មីវិញ ទស្សនិកជននិងប្រិមត្តកលាជាទីមេត្រីគិតរហូតដល់ចប់ឆ្នាំ2020ទូទាំងស្រុកក៏យកមានគ្រួសារក្រីក្រគ្រួសារក្រីក្រចំនួន403កោស15គ្រួសាររបៀបអត្រា 1.2% ក្នុងនោះគ្រួសារក្រីក្រយោងតាមស្តង់ដាររបស់ខេត្តចំនួន313គ្រួសារគ្រួសារក្រីក្រចំនួន112គ្រួសារ ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារនៅក្នុងមូលដ្ឋានការិយាល័យពលកម្មយុទ្ធជនពីការនិងសង្គមកិច្ចស្រុកបានធ្វើសេនាធិការជួនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុកផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពកម្មវិធីជួបបឋមឥណទានជួនគ្រួសារក្រីក្រជួបបឋមកសាងផ្ទះលំនៅបង្រៀនមុខរបរវិជ្ជាជីវៈដោះស្រាយការងារធ្វើនយោបាយគ្រប់គ្រងសង្គមសុខាភិបាលនិងជំនួយយុតិធធម៌ ជាស្ដែងបានសហការជាមួយនឹងថនិកាសង្គមកិច្ចពិនិត្យឲ្យជាង 2700 លើគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារទើបតែរួចចាកពីភាពក្រីក្របានបើកទុនអាទិភាពចំនួន 17.2 កបៀកពីកដុំកសាងជូន 38 ខ្នងផ្ទះមហាសាមគ្គីនិងជួសជុល 9 ខ្នងផ្ទះសរុបទឹកប្រាក់ជិត 2 កដុំសហការបើកថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលមុខរបរចំណបត្តិរកការងារធ្វើឲ្យជាង 3000 ពលកម្ម ជាលណាបដល់ជូនអំណោយអាហារូបករណ៍និងជូនបានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលឲ្យសាសានុសិស្សដែលមានស្ថានភាពលំបាកបណ្ដាកូនយោបាយគ្រប់គ្រងសង្គមសុខាភិបាលនិងអប់រំអនុវត្តតាមកំណត់និងទាន់ពេលក៏ប៉ុន្តែការងារសហការរបស់សមាជិកមួយចំនួនគណៈចង្អុលការស្រុកជាមួយនិងបណ្ដាឃុំទីរួមស្រុកនៅមិនទាន់បានម៉ត់ចត់ការណែនាំគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារក្នុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅមានកម្រិត គ្រួសារក្រីក្រចូលរួមក្នុងបណ្ដាវឹកបណ្ដោះបណ្ដាលនៅទឹកនៅឡើយទស្សនិកជននិងប្រិមត្តកលាជាទីមេត្រីជារៀងរាល់ឆ្នាំអយតែដល់ចុងឆ្នាំប្រជាកសិករនៅសង្កាត់អាងទន្ទីរំខិតត្រាំងបាងបានជ្រើសរើសដំណាំកទៀមសម្រាប់បម្រើរដូវបញ្ជូរឆ្នាំថ្មីអាស្រ័យមានបទពិសោធន៍ដល់ស្រង់ពីច្រើនចំនួននោះ គបសំនឹងលក្ខណៈដីសំស្របក្ដៀមស្រុកត្រាំងបាងត្រូវបានប្រជាកសិករជ្រើសរើសដាំដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកហូបសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនជំរំជាតិនិងប្រិមិត្តរួមតាមដាននៅបទយោការកសិករសង្កាត់អាងទិនចំពោះភាពអ៊ូអរនៅរដូវដំណាំក្ដៀមសម្រាប់បម្រើឆ្នាំថ្មីសូមរីករាយទស្សនាដូចតទៅក្នុងភូមិសាស្រ្តសង្កាត់អាងទិននីបច្ចុប្បន្នមាន26ហិកតាផ្ទៃដីដាំក្ដៀមប្រមូលផ្ដុំចំបងនៅបណ្ដុលអាងថើយ ចំពោះប្រជាជននៅទីនេះដើមក្ដៀមគឺជាចំពោះដំណាំមិនអាចខ្វះបានមុខរបរនេះគឺជាមុខរបរប្រពៃណីក្នុងឱកាសបញ្ចូលឆ្នាំថ្មីម្ដងម្ដងខូវអាងថើយធូកនៅមណ្ឌលអាងថើយសង្កាត់អាងតេញមុខរបរដាំក្ដៀមរបស់បងប្អូនមានជាយូរមកហើយជាពិសេសគឺដីនៅទីនេះសំស្របនឹងដំណាំក្ដៀមបានជារៀងរាល់ឆ្នាំពេលជិតបញ្ចូលឆ្នាំគឺបងប្អូនប្រមូលផ្ដុំដាំក្ដៀម ជាប្រចាំគឺពេលដល់ខែសីហាចន្ទគតិរៀងរាល់ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រមូលផលរួចនៅបណ្ដាដំណាំរដូវរួចប្រជាកសិករនឹងចាប់ផ្ដើមចុះពូជក្ដៀមអរិយាកាលជិត4ខែថែទាំគឺប្រហែល 10 កើតខែធ្នូគឺប្រជាកសិករប្រមូលផលក្ដៀមយ៉ាងរីករាយគេវិញសយឺដោះបំទេបើប្រៀបនឹងបន្លែធម្មតាគឺក្ដៀមមិនបង់កម្លាំងថែទាំច្រើន ថែមទាំងបងឆ្នាំតិចអាកាសធាតុឆ្នាំនេះវាមិនបានផលដូចឆ្នាំមុនដោយសារឥទ្ធិពលព្យុះនិងភ្លៀងខុសរដូវធ្វើឲ្យក្ដៀមឆេះសន្លឹកបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកថ្មីៗនេះអាស្រ័យដោយការយកចិត្តទុកដាក់របស់សមាគមប្រជាកសិករសង្កាត់អាងទិន
ប្រជាកសិករដើមកទៀមទទួលបានជាច្រើនការឧបត្ថម្ភតាំងពីបច្ចេកទេសថែទាំនិងទុនវិនិយោគក៏អាស្រ័យហេតុនោះ trọc trên cái tiếng các bạn làm nâng nóng đầm lại cái bùa. Về phía hội nông dân phường thì cũng có thành lập được cái tổ liên kết để hỗ trợ cho bà con ở phía kia xe mà cùng bà chị cà sĩ có sống cách nâng bằng cơn cồm xa hạ có chuối bằng ôn đầm cái tiếng khi nông nút chạy đánh cứ chuột bọt thông trọc chính chuôn bằng ôn mình nít cái tiếng chuột chạy trên ca lục bác rồi mốc về đàm trên chân nắm cứ miên bạch bị sốt bốc nâng ca sạc xá cho ruộm bằng đà hoặc bực vớn cứ bằng ôn đầm mỗi tháng miền bà sát tịp hiệp. Sẽ mà cũng bà chì kà sĩ có bàn xa hạ cá chưa mối nâng thả nì kia của nhiều bài sẵn cùng một cách. Chủ bà thăm ở bằng ôn bồn tính, đâm bây bằng ôn rạc xa bán, múc rộp bó bà bây này. Nếu bà chì bánh thuê từ bạch tè đâm lấy mình cơ bố, có bàn tè chỉ chân bà chì kà sĩ có đâm cơ tiên rì rưỡi. Đối bò khiêu sở nghe, sẵn nì giá nâng bàn phó đói cọp chật. Khănông ọc cả bằng chỗ chân thăm ấy chịch chiến một đòn. Tôi xin kết chuẩn nâng bình mực tương lai chiếc tí mệt rầy. Các vị thịp xa chia bị xa khmer này xa thả ní và chú trô tô khét tí nín nèo bình ní. Xong bà chọc tế bần nè. Xong thay lên ngầm nọ cuốn châm bộ ca dọc cho tục đắc tạm đán cho bà bọc bộ hồn chủ đồng chiếc. Xong rạp những khả nhóm nâng nạ riêng các vị thí nèo bình ní. Xong lòng bồn ca địa đối mệt rầy. Nâng xong xong dạ chú phình nơi các vị thí lớp cổ rồi tiệt.